Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh channel Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh hình ảnh cô gái có đôi cánh thiên thần nhá. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhá. Trước tiên mình sẽ tô màu vàng. Đôi cánh mình sẽ tô màu hồng. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh ngọc.
Các bạn ơi, vậy là mình đã tô màu xong bức tranh hình chân dung cô gái đội phương miệng và có chiếc cánh thiên thần. Các bạn có thể tham khảo tô màu hôm nay mình tô màu nha. Video của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo của mình.